Em xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Ngọc Phi Audio, và hôm nay em làm clip này để giới thiệu lại những cái mẫu DAC đến từ nhà Zenith. Tuy nó nhỏ gọn thôi, cũng như là giá thành của nó phải chăng, nhưng mà cái chất lượng của nó khá là tốt và chất lượng luôn. Thì ở đây là một cái mẫu của hãng Zenith đến với cái mã model là M8. Và con này có thể kết nối Bluetooth được, hoặc là hỗ trợ Bluetooth lên đến LDAC luôn. Đây, và ở đây kết nối có thể kết nối bằng một cú chạm NFC Bluetooth. Thì các bác sử dụng điện thoại Android thì chỉ cần chạm thôi là nó sẽ tự kết nối Bluetooth với cái thiết bị này. Thì em sẽ giới thiệu cái sản phẩm đi kèm của nó sẽ bao gồm như là một cái sợi dây nguồn, một sổ hướng dẫn sử dụng và nhân vật chính. Và ở đây hãng có đi kèm cho một cái thiết bị này là một cái remote để điều chỉnh từ xa đấy. Và đây là cái thiết bị DAC giải mã lên đến 24 bit đấy của Zenith. Và ở mặt trên đây nó sẽ có một cái nút tăng chỉnh năng lượng cũng như là cái nút mở nguồn. Và em thích, em đặc biệt em thích của cái thiết bị này là được cái là sẽ tích hợp pin cho các bác đấy. Các bác có thể trực tiếp cắm nguồn điện, hoặc là các bác có thể cắm bật khi các bác sử dụng nguồn điện, nó vừa sạc cho các bác luôn. Các bác có thể vừa sử dụng khi không có nguồn điện, hoặc là các bác có thể sử dụng như thế này cũng vẫn được, nhưng mà cái chất lượng của nó thì không có thay đổi. Thì ở mặt sau nó sẽ bao gồm những cái cổng như là cổng AV hay còn gọi là cổng hoa sen đấy. Đây là cổng ra, và cổng vào nó sẽ bao gồm cả cổng coaxial là cổng đồng trục, optical là cổng quang, và đây là cái nơi để cắm dây 3.5, và đây là cái nơi để cắm nguồn. Và ở đây nguồn sử dụng cái cổng là cổng tiếp C đây. Thì khi các bác sử dụng thì các bác cứ bật kết nối thì nó sẽ kết nối bình thường thôi. Thì các bác cứ sử dụng cổng quang đấy, thì các bác cắm cổng quang lấy thiết bị từ TV xuống. Và ở đây hãng có đi kèm cho mình một cái đồ mod cho cái remote để cho các bác thầy sử dụng. Trên đây nó sẽ bao gồm như là các bác có thấy những cái thiết bị là BT, là cổng Bluetooth, AUX, USB. Các bác sử dụng cổng nào thì các bác cứ chuyển sang cổng đó. Ví dụ như các bác sử dụng cổng optical, cổng quang thì các bác chuyển qua sang cái đồ cổng quang thôi. Nút tăng âm lượng, giảm âm lượng cũng như là chuyển và nét bài đây. Thì mỗi sản phẩm đi như thế này, hiện tại bên em M8 đang có giá là 580.000, thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác một cái củ nguồn cũng như là một cái sợi dây quang đi kèm đấy. Và tiếp đến một cái sản phẩm khác của Zenith, thì những cái sản phẩm này cũng đã giới thiệu rồi, và hôm nay em chỉ giới thiệu lại những cái phụ kiện đi kèm cũng như là giới thiệu chi tiết hơn về cái sản phẩm dành cho các bác nào chưa xem clip. Và em sẽ dành một cái clip sau để test cái chất âm từ những cái thiết bị này cho các bác nghe rõ hơn. Thì nhìn bề ngoài của nó, một cái hộp có thể tái sử dụng được, khá là thân thiện với môi trường luôn. Đây, và sợi dây nguồn đi kèm đây, và cái thiết bị DAC đấy, cầm khá là nhỏ gọn trên tay luôn. Và sản phẩm này với cái mã là DA210 đến từ hãng Zenith, giải mã 24 bit, tần số lấy mẫu lên đến 192 kHz đấy. Và mặt trước nó sẽ có những cái cổng như là cổng A nó sẽ là đường cổng 3.5, cổng tai nghe. Và ở đây nút power này là cái nút nguồn, khi các bác sử dụng thì cái chỗ đèn này nó sẽ báo lên một cái đèn đỏ đây, là các bác đã sử dụng nguồn. Và ở trên mặt này nó cũng tiện cho các bác là có thể căn chỉnh năng lượng trên tự thiết bị này. Và ở mặt sau nó sẽ có cái cổng là DC 5V là cổng nguồn, nên các bác sử dụng nguồn trực tiếp điện 220V.
Và đường in nó sẽ bao gồm cả cổng quang, cổng optical, cổng coaxial, cổng đồng trục và đường out là cái đường cổng AV. Đây, trắng đỏ này là đường AV. Cầm trên tay thấy khá là nhẹ luôn. Đấy, khá là nhỏ gọn, có bác có thể mang rất là dễ dàng khi đi đâu đó có thể mang theo. Đấy. Thì một cái mặt nhôm phay xước chống bám vân tay khá là tốt luôn. Đấy. Thì sản phẩm này đi kèm là sẽ một sợi dây nguồn, thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác một cái sợi dây quen cũng như là một cái củ nguồn để cho các bác có thể dễ dàng sử dụng hơn. Và hiện tại DAC Zenith với cái mã là DA210 bên em đang có giá là 680.000 cho một bộ, và M8 bên em đang có giá là 580.000 cho một bộ. Thì các bác có thắc mắc gì á, các bác có thể kết bạn số Zalo với em là 0935 980 281, hoặc là các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp là 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7 để trải nghiệm trực tiếp cái chất âm từ những cái thiết bị này. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.